Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh đạo sĩ tử thông. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. À, quý vị thân mến, ở những video trước tôi cũng có chia sẻ cho quý vị và các bạn về một cái bức tâm thư của bác Huy về cái việc là thờ cúng hai bát hương là đúng, ba bát hương là sai, đúng không ạ? Thì trong video ngày hôm nay thì tôi cũng sẽ chia sẻ tiếp tục một cái tâm thư của bác tên là bác Cường, đúng không ạ? Bác Cường ở gia Lâm Hà Nội, thì bác cũng có chia sẻ về cái việc là thờ cúng hai bát hương như thế nào cho đúng Đấy, và tại sao lại thờ ba bát hương là sai Đấy, thì bức thư của bác có nói như sau à, xin chào đạo sĩ tử thông tôi là lê văn cường sinh năm 1962 năm nhâm dần hiện đang ở dương xá gia lâm hà nội hôm nay tình cờ tôi xem được cái video của đạo sĩ chia sẻ về việc thờ cúng hai bát hương của bác huy tôi thấy khá tâm đắc tôi cũng thấy rất vui vì vẫn còn những gia đình giữ gìn được cái phong tục tập quán đúng đắn của ông bà để lại từ ngày xưa đó là thờ hai bát hương vì nhà tôi hiện tại cũng đang thờ cúng hai bát hương nhiều người nói thờ hai bát hương là không đúng nhưng nhà tôi thờ hai bát hương thì mọi thứ diễn ra vẫn tốt hiện tại tôi đã về hưu tôi có hai con trai đứa lớn sinh năm 1981 canh thân hiện đang làm cố vấn cho tập đoàn điện tử cao cấp ở nước ngoài đứa thứ hai sinh năm 1985 ất sửu sau khi đi bảo vệ luận án tiến sĩ thì cũng định cư luôn ở mỹ Hàng năm các cháu vẫn về, đưa vợ con về ăn Tết cùng gia đình. Tôi khá tự hào về gia đình của mình. À, cảm ơn đạo sĩ đã chia sẻ cái tâm thư của bác Huy về cái việc thở hai bát hương. Tôi thấy bác ấy chia sẻ khá tâm huyết khi mà chia sẻ về vấn đề này. À, sau đây tôi cũng sẽ nêu thêm một vài quan điểm của mình về cái việc thờ cúng hai bát hương mà gia đình tôi vẫn đang đang thờ cúng. Đấy, rất mong đạo sĩ phản hồi và góp ý thêm. À, tôi thấy rất nhiều người nói việc thờ hai bát hương là sai. Nhưng khi tôi bảo họ giải thích tại sao là sai thì họ không giải thích được, chỉ nói đại khái là không thấy ai thờ như vậy cả. Tôi có hỏi vậy thì thờ mới bát hương là đúng. Đấy. thì họ lại nói là tôi thấy các thầy và mọi người đều thờ như vậy. Vậy thì căn cứ vào đâu để thờ ba bát hương, tài liệu nào mà nói là thờ ba bát hương là đúng? Thì không ai trả lời được câu hỏi này. Tôi đã từng gọi điện cho rất nhiều thầy hỏi về câu hỏi này thì họ chỉ nói bâng quơ là thờ ba bát hương là đúng. Còn từ bao giờ thờ ba bát hương nguồn gốc ra sao thì cũng không ai trả lời được. Thì thông qua lá thư này tôi muốn chia sẻ cùng đạo sĩ và tôi cũng sẽ giải thích tường tận tại sao về cái việc thờ một bát hương hoặc hai bát hương là đúng và thờ ba hoặc là bốn bát hương là sai. À, thì đạo sĩ hãy xem và góp ý thêm uh, cho tôi để cho cái việc thờ cúng này nó được thêm ý nghĩa và đúng đắn nhất. À, qua lá thư của bác Huy qua lá thư của bác Huy ở Thái Bình hôm trước thì tôi thấy còn một vài cái điều cần lưu ý thêm. À, như là gì? Khi nào thờ một bát hương và khi nào thì thờ hai bát hương. À, sau đây là những cái chia sẻ của tôi. À, đúng như bác Huy nói, ngày xưa ấy, thì tôi thời còn nhỏ, tôi cũng chỉ thấy người ta thờ một hoặc là hai bát hương thôi, chứ không thấy nhà nào thờ ba bát hương cả. Trên bàn thờ gia tiên nhà tôi thì cũng vậy. Tôi nhớ không nhầm để cách đây tầm 10 đến 20 năm trở lại đây thì mới có người thờ ba bát hương. À, các cụ nhà tôi có dạy à, theo quy luật ngũ hành tương sinh ấy, sinh lão bệnh tử ấy thì việc thờ cũng 3 hay là bốn bát hương là điểm hung vì ba bát hương thì nó rơi vào chữ bệnh 4 bát hương thì rơi vào chữ tử còn thờ một bát hương hay là hai bát hương thì là đúng đạo một bát hương là thờ thần linh đó. trên ban thờ mà có một bát hương thì nó rơi vào chữ sinh là tốt còn hai bát hương thì rơi vào chữ lão nó thể hiện sự hòa hợp âm dương À, thể hiện được cái đúng cái đạo hiếu với ông bà tổ tiên và thể hiện được cái sự thành kính đối với đứng bể trên các bậc thần linh các bậc thánh nhân à, sau đây tôi sẽ chia sẻ cùng đạo sĩ là khi nào nên đặt một bát hương khi nào nên đặt hai bát hương trên ban thờ gia tiên cái này thì trong video mà đạo sĩ chia sẻ về của bác huy ấy, thì tôi không thấy nói đến cái vấn đề này à, một là đầu tiên là khi nào đặt một bát hương à, theo các cụ nhà tôi truyền dạy lại thì khi chúng ta tách xa ở riêng phụ mẫu vẫn còn thì lập một bát hương trên bàn thờ để thờ cúng thổ công thần linh những vị thần cai quản khu đất mà mình đang ở à, bởi thổ công thần linh trong tín ngưỡng dân gian luôn là thể hiện cái sự an lạc và nắm quyền cai quản cái khu đất của mình đang ở thổ công là một trong những cái vị hiền thần gắn bó với cuộc sống của chúng ta và hơn hết mỗi gia đình đều có bàn thờ thổ công bởi người xưa vẫn hay nhắn bảo chúng ta rằng thì có chủ đất nào cũng có chủ và có thần coi giữ nên là cái việc thờ cúng thần linh đúng thì nó mới được linh thiêng mới mong được an cư lạc nghiệp bên cạnh đó dân gian ta vẫn có câu là gì đất có thổ công sông có hà bá là như vậy à, phàm là những ai trong chúng ta thì cũng không thể làm ngơ trước những cái việc là thờ cúng thần linh đúng không ạ nhất là khi chúng ta tiến hành công việc động thổ tức là chạm đến cái thổ công của vùng đó hoặc là chúng ta chuyển đến nhà mới đúng không ạ thổ công không chỉ đơn thuần là cai quản cái khu đất đai, cái vị thần này còn gánh cái trọng trách là xua đuổi những cái gì u ám, những cái gì tà đạo có thể gây ảnh hưởng đến cái sự bình yên của gia chủ. À, đúng như đạo sĩ nói thờ cúng tổ tiên là toàn bộ các hình thức nghi lễ cúng bái nhằm thể hiện cái tấm lòng thành kính, đạo lý uống nước nhớ nguồn, biết ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã sinh thành và gây dựng nên cái cuộc sống của con cháu. À, những người thuộc về thế hệ đầu tiên của một dòng họ đó là tổ tiên của chúng ta đó, là ông bà là cha mẹ là những người đã đã khuất đúng không? thì đã từ lâu cái việc thờ cúng tổ tiên ông bà cha mẹ đã trở thành một cái phong tục tập quán là cái chuẩn mực đạo đức và là nguyên tắc làm người đồng thời là một phần quan trọng trong cái đời sống tâm linh của người Việt Nam à, dân Việt Nam trọng lễ nghĩa trọng hiếu nghĩa với cha mẹ và có hiếu với ông bà tổ tiên với nguồn gốc sinh thành ra ra chúng ta bên cạnh đó tôi cũng sẽ chia sẻ cùng đạo sĩ là về việc khi nào chúng ta nên đặt hai bát hương trên ban thờ gia tiên. À, các cụ nhà tôi vẫn dạy khi mở hương thân phụ mẫu mất đi sau 100 ngày thì nên lập thêm một bát hương nữa gọi là bát hương gia tiên trên bàn thờ. Bát hương này trước để cúng chân hương của phụ thân phụ mẫu, à, sau là để tưởng nhớ đến gia tiên tiền tổ của gia tộc nhà mình. À, vậy chắc là đạo sĩ và nhiều người đặt ra câu hỏi tại sao khi chuyển đến nhà mới hay tách ra ở riêng thì chúng ta không nên thờ hai bát hương luôn đi? À, đạo sĩ ạ, à, các cụ nhà tôi có dạy rằng À, khi phụ mẫu vẫn còn thì họ sẽ là người thờ cúng tổ tiên, mình là thế hệ con cháu. À, khi họ còn tại thế thì không được phép thờ. À, đạo sĩ biết đó, gia tiên tiền tổ chính là thờ thế hệ đi trước trong gia đình, trong dòng họ của mình. thờ gia tiên đã là tập tục có từ lâu đời, nó là một nét đẹp văn hóa truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam chúng ta. ngoài ra còn mang nhiều cái ý nghĩa bày tỏ cái tâm nguyện được sự phù hộ độ trì, sự che chở bảo vệ của gia tiên dành cho con cháu. À, cũng giống như bác huy ở thái bình có nói thì theo tôi việc thờ ba bát hương là sai bởi những lý do sau đây thứ nhất trên bàn thờ gia tiên bát hương thần linh ở giữa và hai bên là bát hương gia tiên và bà cô ông Mãnh xếp ngang hàng nhau à, xét về các góc độ ngôi thứ về góc độ tâm linh ấy, thì chẳng phải ông bà ngồi ngang hàng với thần linh hay sao hay nói cách khác bát hương thần linh bị kẹp giữa bởi hai con ma vì người chết thì là ma thần và ma thì không thể ngồi chung và ngang hàng với nhau được À, thứ hai là bác huy cũng nói về cái bát hương gia tiên và bát hương bà cô ông mãnh thì bà cô ông mãnh như đã nói ở trên ấy, là những người trước khi mất chưa lập gia đình và không có người thờ cúng họ nằm trong cộng đồng gia tiên do tổ tiên nhà chúng ta sinh ra là bậc con cháu tại sao lại tách riêng thờ ngang hàng và ngồi ngang hàng với gia tiên với các bậc thần linh hơn nữa nếu xét về phúc phận thì họ là những người phúc mỏng vậy nên xét cho cùng không nên tách ra thờ riêng mà vẫn để thờ chung cùng cộng đồng gia tiên à, dù người ta có để bát hương thần linh to hơn nữa, cao hơn nữa, đặt ở bậc tâm cấp hay đế cao hơn nữa, thì xét về góc độ tâm linh thì cũng không nên để ngang hàng như vậy. À, thứ ba là bác Huy có nói, cái việc thờ bát hương như vậy theo tôi là không đúng. Nó vừa tôn kém lại vừa phức tạp. Các cụ nhà ta vẫn nói, thờ cúng cốt là ở cái tâm. Vậy nên đạo sĩ có thể xem xét và truyền bá để mọi người yên tâm hơn. À, theo tôi, ấy, thêm một bát hương thì chả đáng bao nhiêu cả. Nhưng cái việc thờ cúng nó không được đúng nên là nó sẽ là một điều đại kỵ trong tâm linh nên tôi không đồng tình đấy không đồng tình về việc thờ ba bát hương mà mọi nhà chỉ nên thờ hai bát hương mà thôi à, thứ tư là như tôi đã nói ở đầu thư việc thờ một hoặc hai bát hương thể hiện đúng và đủ đạo một bát hương thờ thần linh thể hiện được sự thành kính với các bậc tiền nhân với các bậc bề trên để biết mình còn nhỏ bé mà nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống thờ hai bát hương trên bàn thờ thể hiện cái đạo hiếu thể hiện cái lòng hiếu thuận hiếu kính với gia tiên, với ông bà cha mẹ những người đã sinh thành ra chúng ta. À bên cạnh đó, à khi chúng ta mà thắp hương ấy vào các dịp lễ Tết dỗ chạp thì cũng là cách để dân dạy con cháu nhớ về cội nguồn, về tổ tiên của chúng mình. Đồng thời cũng dân dạy con cháu về đạo hiếu. Khi con cháu thấy chúng ta thành kính cúng thắp hương trước những người đã khuất, chúng sẽ phải động tâm vì người chết còn được cung phụng, cung kính như vậy thì chúng ta đang còn sống sờ sờ ra đó, há không phải hiếu kính hay là sao? Vậy thì tại sao lại thờ hai bát hương? Thì từ xa xưa ông bà chúng ta chỉ thờ một hoặc hai bát hương. Nếu một bát hương ấy là bát hương của thổ công thần linh, trong trường hợp này thì tôi không bàn cãi. Sau đây là những lý do mà chúng ta chỉ nên thờ hai bát hương. Hiện tôi đang ở Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội và tôi thấy làng tôi một số nhà vẫn giữ được cái truyền thống thờ cúng này. Nhà ai cũng chỉ có một hoặc là hai bát hương khi nào có dịp thì tôi cũng mời đạo sĩ về thăm chiêm nghiệm và cũng cùng trao đổi về cái vấn đề tâm linh này. Cái lý do thứ nhất là để việc thờ cúng hai bát hương ấy, thì như tôi đã nói ở trên, theo quy luật sinh lão bệnh tử, thì một bát hương rơi vào chữ sinh, hai bát hương rơi vào chữ chữ lão, tức là được phúc thọ rồi rào, cầu mong được trường thọ vĩnh hằng viên mãn. Hơn nữa, cái việc thờ hai bát hương mới đúng đạo, thể hiện được cái nguyên lý âm dương hòa hợp. Còn việc thờ ba bát hương thì rơi vào chữ bệnh và bốn bát hương thì rơi vào chữ tử, Hai cách thờ này là không tốt Thứ hai là như tôi đã nói ở trên ấy, Bà cô ông Mãnh vẫn là do tổ tiên nhà chúng ta sinh ra Vẫn nằm trong cộng đồng gia tiên Xét về phúc phần, về vai thứ Thì họ không có phúc bằng gia tiên tiền tổ Hơn nữa lại là thế hệ con cháu Vậy nên không nên để thờ chung và ngang hàng với gia tiên được Thứ ba Bắt hương bà cô ông Mãnh để ngang hàng với thần linh gia tiên Xét về ngôi thứ là không đúng Thứ tư Xét về cách đặt bắt hương ấy thì khi đặt hai bát hương trên ban thờ gia tiên bát hương thần linh đặt phía sau cao hơn và bát hương gia tiên đặt phía trước thấp hơn như vậy mới thể hiện được đúng đạo bởi sắp xếp như vậy thì trước thì có gia tiên tiền tổ sau thì có thần linh phù trợ và cũng thể hiện được đúng quan điểm có trước có sau có trên có dưới đúng không? chứ không thể đặt bát hương ngang hàng với nhau được đạo sĩ cứ thể đi khắp đình đền miếu phủ chùa chiền mà xem có ở đâu đặt như vậy không hay là đều có ngôi có thứ hết Đấy. thứ tư là khi thờ cúng hai bát hương sẽ thể hiện được ngôi thứ rõ ràng và việc thờ cúng được trở nên đúng chuẩn chỉ và đơn giản hơn. vậy thì về cái việc thờ cúng hai bát hương thì thắp hương như thế nào? Đúng không? Việc thờ hai bát hương thì thắp hương như thế nào? À, cắm hương ở bát hương nào trước? thì cũng giống như nhà bác huy thì ở gia đình tôi các cụ cũng truyền lại cái gì cũng phải có trước có sau. vậy nên khi thắp hương thì thắp hương bát hương gia tiên trước, sau đó mới đến bát hương thần linh. đây là quan niệm đúng của cha ông ta từ xưa để lại. Tôi thấy hiện tại trong đình điền miếu mạo cũng vậy. Chúng ta thắp hương từ ngoài vào trong, từ bé đến lớn, chứ không ai sồng sộc chạy vào cầu thần lễ Phật ở ngôi ở các vị cao nhất cả. Làm gì thì cũng phải có tôn ti trật tự, có trước có sau, có trên có dưới. Trong đời sống cũng vậy, khi vào một cơ quan hoặc một đơn vị nào đó thì ngoài những hỏi thăm những người đi đường ra thì đạo sĩ đến công ty thì cũng phải chào hỏi bảo vệ đầu tiên, sau đó mới đến các nhân vật như là lễ tân hoặc là đến để thư ký của các lãnh đạo sau đó mới vào vào gặp được ban lãnh đạo vậy nên theo tôi cái quan điểm thờ hai bát hương và cái cách thắp hương như vậy là đúng đó là những chia sẻ của tôi dựa trên cái kiến thức được ông bà truyền lại và kinh nghiệm sống hơn 60 năm cuộc đời của mình rất mong được đạo sĩ đọc và chia sẻ với mọi người để cái phong tục thờ cúng nó được đúng và đầy đủ hơn thể hiện đúng được cái phong tục tập quán của ông bà nhà chúng ta để lại cho con cháu ngày sau đó đó là toàn bộ nội dung chia sẻ của bác cường về cái việc thắp hai bát hương và khi nào chúng ta thờ hai bát hương khi nào thờ một bát hương và những lý do mà bác ấy nói là thờ ba bát hương là sai đó ờ, thưa quý vị thì uh, mọi người vẫn nói thờ hai bát hương là sai nhưng bác cường có nói là gì nhà bác thờ hai bát hương nhưng mà gia đình vẫn luôn hạnh phúc giàu có con cái thì thành đạt đó và hiện tại ở trong khắp nước ta trên khắp nước ta thì vẫn còn rất nhiều nơi là hiện tại vẫn đang thờ cúng hai bát hương Đấy. Và cảm ơn bác Cường đã có những cái chia sẻ rất tuyệt vời về cái quan điểm của mình về việc thờ cúng hai bát hương thế nào cho đúng. Thì thông qua video này thì chúng ta sẽ biết được thêm một cái phong tục tập quán về cái việc thờ cúng hai bát hương. Nó được chuẩn, đúng và chính xác nhất. Đấy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. À, quý vị có thắc mắc đóng góp thì quý vị có thể gửi email trực tiếp về cái hòm thư đạo sĩ tử thông.official.gmail.com để chia sẻ những kiến thức về tâm linh, những kiến thức về huyền học hay là những cái kiến thức về phong thủy tử vi vân vân, tôi sẽ giải đáp cùng quý vị và các bạn. Nếu mà những cái chia sẻ của các bạn hay và nó độc đáo, thì tôi sẽ làm riêng những video như của bác cường và bác huy để cho mọi người cùng được chiêm nghiệm và thưởng thức những cái kiến thức tâm linh này. Đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.